Miami Beach, Florida. Kính chào các bạn thân mến đang tới xem kênh Your Real Estate USA. Trong kênh này, Ngọc Ánh chia sẻ những kinh nghiệm đầu tư bất động sản và những kinh nghiệm làm môi giới bất động sản. Hôm nay Ngọc Ánh muốn nói chuyện với các bạn một cái đề tài này: đầu tư bất động sản ở Mỹ và ở Việt Nam, chỗ nào dễ hơn hay khó hơn? Kính thưa các bạn, mình là người đầu tư bất động sản đã hơn trên 30 năm tại nước Mỹ. Mình có quen biết với những các bạn làm việc môi giới bất động sản tại Việt Nam. Mình cũng có tìm hiểu một chút về buôn bán bất động sản, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Thưa các bạn, theo ý kiến của mình là một người có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, thì mình thấy là đầu tư bất động sản ở Mỹ dễ hơn và dễ kiếm nhiều tiền nhiều hơn. Tại sao? Có hai vấn đề. Tuy rằng là đầu tư bất động sản Việt Nam thì lên giá cũng nhiều. Người ta nói thôi chứ mình không biết là chính xác, tại vì không có tài liệu chính xác tại Việt Nam để kiểm tra dùng đất ở đó mua bao nhiêu bán bao nhiêu. Mình chỉ kiếm được những cái lời mà của người chủ mua họ nói thôi, tức là mình không biết là chính xác hay không. Nhưng mình cũng nghe nói là có nhiều người cũng bị lầm, cũng bị mất tiền. Thì ở Mỹ á, thì nó dễ hơn, nó không có chuyện đó, chỉ là chuyện mua lầm giá. Tại vì Mỹ nó có một cái mạng kêu là mạng Realtor Multiple Listing, thì những cái người mà chuyên môn môi giới bất động sản có bằng cấp, có license thì được xem cái mạng đó. Thì trong cái mạng đó là họ sẽ ghi hết tất cả những chi tiết giá cả của những mua bán bất động sản, ví dụ như là mua nhà, mua đất, mua thương xá, mua văn phòng để cho mướn. Thì là khi mà vào closing thì là nó sẽ đưa vào vi tính. Trong vi tính đó thì nó có để là người nào mua ngày mấy, bao nhiêu tiền, nó đi từ 5 năm trở về sau, trong năm trở về trước. Như vậy thì là mình khi mình muốn mua một cái đất động sản, mình coi mạng Multiple Listing thì mình biết nhà đó hồi xưa mua 200.000, rồi bây giờ thì rồi sau này cái giá bán lên là 300.000, rồi cái này gì bây giờ giá 400.000, bây giờ người ta kêu giá 500.000. Rồi trong cái mạng đó nó cũng cho mình biết là những căn nhà cũng cỡ đó, cũng tầm đó, bán chừng bao nhiêu trong vùng. Như vậy thì mình không có bị lầm. Mình nghe người ta nói vậy, khi người ta mua mắc, người ta nói rẻ, ta mua rẻ, ta nói mắc, người ta bán rẻ, người ta bán mắc, người ta nói mắc, còn làm sao mình biết, phải không? Thì ở Mỹ rất là chính xác, có mạng, có cái tất cả những tin tức dữ liệu đàng hoàng, thật ra là không sợ lầm. Vấn đề thứ hai là ở Việt Nam thì mình muốn mua nhà đất thì mình phải bỏ tiền ra. Nếu mình mượn tiền nhà ngân hàng thì họ tính giá rất là mắc, mà cũng có thể là. Còn nếu mà ở Mỹ thì ngân hàng cho mượn tiền, đặt tiền cọc cho mượn tiền, thành ra mình không cần phải bỏ rất nhiều tiền để mua. Ví dụ là bạn mua một dãy phố 30 căn giá 1 triệu đô thì bạn chỉ cần bỏ ra cỡ chừng 100.000 hay 150.000 thì bạn mua được. Nhưng mà bạn càng bỏ ra nhiều thì bạn còn trả tiền lời cho nhà bạn ít hơn, thì bạn lấy lãi nhiều hơn, lấy lợi nhuận nhiều hơn, phải không? Thì nếu nhưng mà người Mỹ nó xác định nó có 200.000 thì nó bỏ 100.000 mua dãy nhà này, rồi nó bỏ để 100.000 kia nó mua dãy nhà khác, vậy thì nó chia ra, không có bỏ chung một giỏ. Nhà thì khi mà mình cũng đầu tư về bất động sản ở Mỹ, mình cũng phải coi chừng về cái thị trường chứng khoán. Tại sao? Thị trường chứng khoán mà bắt đầu lung lay hạ xuống á, thì vài năm sau thì thị trường bất động sản sẽ cũng hạ xuống. Tại sao vậy bạn? Tại vì khi thị trường chứng khoán mà bắt đầu xuống giá thì có những cái hãng đó không buôn bán được, tại người ta bị thất nghiệp, người ta không có mua những cái hãng đó thì cho nhân viên nghỉ, người ta bị thất nghiệp,
rồi những cái dịch vụ mà như ngân hàng, những dịch vụ như là tiệm ăn, du lịch thì nó giảm xuống, tại người ta không còn tiền nhiều để đi du lịch nữa. Thì tiền nhiều là khi người ta đầu tư chứng khoán, tiền lời, lấy tiền đó người ta đi, người ta buôn bán bất động sản, người ta mướn, cho mướn nhà, bán nhà cửa đi, ta có tiền thì đi du lịch, đi chơi, thì là những dịch vụ về du lịch hay là hãng máy bay thì nó bớt xuống, thì nó phải bớt nhân viên, mà nhân viên thất nghiệp thì nhân viên có người thì thất nghiệp thì phải lật lật bán nhà đi để mà khỏi bị nhà băng kéo. Rồi có người thì người ta hồi xưa đi mướn nhà 2.000 đô một tháng, rồi sau này thì bớt, tức vợ mất sẽ thất nghiệp, rồi chỉ một lương chồng thì người ta đi mướn nhà rẻ hơn, thì bắt đầu là ít người có tiền đi mua bất động sản, mà người bán bất động sản thì nhiều. Thì nếu người mua ít mà người bán nhiều thì giá nhà nó sẽ xuống, nó phải xuống bạn. Thì ví dụ là có người ta mua cái nhà cái đây 5 năm là 200.000, bây giờ lên giá 300.000. Bây giờ thì thị trường bây giờ chứng khoán nó hơi lung lay, rồi người ta bán ra và đòi giá 300.000 thì không có người mua. Nhưng mà nếu trả sao dưới gần 280 hay 270 thì có người mua, mà họ mua có 200.000 thì họ bán 250, 270 họ cũng có lời, thì họ bằng lòng họ bán. Tức là hồi đó nếu mình có tiền là mình mua thì sẽ rẻ hơn. Thì hai cái vấn đề là nó như vậy không? Thì khi mà mình mua bất động sản thì mình coi được trong cái mạng, mình biết là bây giờ tự nhiên có người mấy cái nhà tự nhiên giá nó xuống, bán xuống thì mình cũng trả xuống, mình không có trả cao lại. Thành ra nếu có nhiều người hiện bây giờ là thị trường chứng khoán cao, tới cái chu kỳ 8 năm 10 năm thì thường là cái chu kỳ của nó là 10 năm thì bắt đầu tới chu kỳ rồi, thì có người nó cẩn thận á, thì nó có nhiều bất động sản bán bớt là được bán giá cao, mình cũng bán vài cái cho giá cao rồi mình để tiền đó. Nếu mà 1-2 năm nữa mà bất động sản nó hạ xuống, bắt đầu chu kỳ mà đi lên vậy, để xuống như vậy, mình mua hồi mình xuống như vậy thì nhà 100.000 mình mua chừng 50.000, 60.000 mình phải trả tiền mặt. Tại hồi đó nhà băng đi lấy nhà, lấy lại nhà, đi kéo nhà người ta đó, thì là nhà băng không kiếm được người mua, mà để nhà mà để không ai chăm sóc, không ai mà không có máy lạnh chạy hay là máy sửa chạy thì nó hư còn khổ khó bán nữa. Thành ra ai mà có tiền mặt á, đưa tới rẻ thì nhà băng nó bán rồi cái nó còn thua thiếu gì thì họ trừ cho cái thuế mà cuối năm mà thuế họ được, thì nhà băng lại được giảm thuế. Thành ra bây giờ là mình thấy là cái chu kỳ nó lên tốc cao rồi, cả 10 năm thì bây giờ mua bán bất động sản phải cẩn thận. Còn nếu mình đi mua nhà thì mình khó mình chờ được các bạn, tại vì bạn chờ thì cái tiền bạn đi mướn nhà đó nó cũng vậy thôi. Nếu mình kiếm được cái nhà nào mà người ta bán phải giá, bán rẻ chỗ tốt đó, thì cũng không có nên chờ, tại vì bạn chờ bên này mà bà đóng tiền nhà bên này thì cũng vậy thôi. Giữa cái nhà 100.000 mà bạn chờ nó xuống 80.000, nhưng mà trong bên này thì bạn đi mướn nhà cũng vậy, một tháng là gần 2.000, thì là một năm nó cũng là 20.000, thì đi qua lại cũng vậy thôi. Chủ động là mình mua được cái nhà nào mà nó gần sở, gần trường học, thuận tiện, an ninh để gia đình mình sinh sống. Thì nếu mà mình mua nhà để mình ở thì mình chỉ kiếm nhà cho phải chăng, cho rẻ. Còn nếu mình đầu tư mà để mình mua đi bán lại thì mình phải rất là cẩn thận, tại nếu mà bạn mua giờ mà giá cao thì thị trường nó sụt xuống là phải ôm nhà. Nghĩa là ôm nhà thì không có phải là mình mất tiền, mình ôm nhà thì mình cho mướn trong khi mình chờ nó lên cao, nhưng mà tiền mình chôn trong cái đó. Đó là mình, thành ra mình nghĩ là ở Việt Nam á, thì đầu tư bất động sản nó có nhiều tiền nhưng mà nó hơi khó khăn, tại mình không biết lúc nào thị trường sụt, mình không biết cái chỗ đó chính phủ quy hoạch làm sao. Ở đây á, mà chính phủ muốn quy hoạch chuyện gì là thứ nhất á, thì là họ phải gửi thư cho tất cả những người sống trong vùng đó, nói là họ muốn chuyển cái đất ruộng đó thành đất để cất nhà cửa, cất trường học. Bây giờ có những người sống trong vùng đó là họ có phản đối không, thì là mình nhận được cái thơ là mình biết rồi, là bắt là có chương trình thừa để mà xây dựng á, chứ không phải là làm dấu làm giếm. Rồi những cuộc họp nào mà để quyết định về chương trình xây dựng đó là trên tỉnh là nó phải báo cho dân biết, rồi dân được tự do tới ngồi nghe xem bàn luận, không được bàn luận dấu giếm. Ở Florida nó kêu là Sunshine Law, tất cả những chức công quyền mà nếu mà họp là để mà sửa đổi luật hay là để xây dựng dùng tiền của dân thì phải báo cho dân, rồi những cái cuộc họp bàn luận đó là phải có người dân tới.
rồi những dân biểu phải tới để nghe nó nghe để có thể có những cái kế hoạch đó là tốt cho người dân hay xấu cho người dân hay là có nguy hiểm cho người dân. Cho nên mình biết hết, biết trước hết, không có bị bất, không có bị mua bất chừng, không bị lường gạt các bạn. Chỉ có cái là khi mình đi mua thì mình phải dò hỏi cẩn thận. Nó sẽ tự nhiên cái chỗ khu nhà đó bán rẻ quá thì mình phải lên trên tỉnh, tòa tỉnh là mình coi sẽ có dự án gì không. Chứ nếu mà có dự án mà dự án lọc nước dơ hay là dự án có nhà tù ở gần đó thì lại những cái nhà chung quanh nó sẽ mất giá, tại không ai muốn ở gần nhà tù, không ai muốn ở gần những cái hệ thống mà để lọc nước dơ cho tỉnh, tại vì cái mùi hôi nó thì cũng khó, mà cái đất mình cũng bị nhiễm. Đó là hôm nay là mình tóm tắt cái đề tài là đầu tư bất động sản ở Việt Nam hay ở Mỹ, cái nào dễ hơn, cái nào khó hơn. Thì mình mình nghĩ là đầu tư ở Mỹ thì nó dễ hơn, tại thứ nhất là tiền, nói tóm là ngân hàng cho mượn tiền dễ dãi, ít lời. Thứ hai là mình có cái mạng mình policing cho mình biết giá cả, thành ra mình không bị mua lầm. Tiền và không bị mua lầm là hai cái điều kiện rất là quan trọng khi đầu tư bất động sản. Thì chào các bạn, hẹn các bạn video sau. Bye bye.